Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 19 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin vụt cho vài gậy rồi quăng luôn xác, thứ trưởng tự rơi, chuông đổ sau giờ. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến hình ảnh rất đau thương. Đó là việc thứ trưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An đã từ trần với hình thức rất mờ ám. Và cái chết đầy bí ẩn của thứ trưởng này đã gây ra một sự bất ngờ rất lớn trong lòng người dân trong và ngoài nước. Và ngay cả truyền thông quốc tế cũng đã đăng tải rất nhiều. Và hình ảnh mà các bạn có thể thấy, những cái tâm sự của những người bạn và những người đã quen biết, đồng nghiệp với thứ trưởng An đã chia sẻ. Thứ trưởng Lê Hải An qua đời, bạn bè tiếc thương, người trí tuệ và tình cảm. Tin ông Lê Hải An, thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo đột ngột qua đời khiến bạn bè đồng nghiệp không khỏi tiếc thương. Theo dự kiến, sáng 17 tháng 10 tại Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ diễn ra một hội thảo quan trọng với các hội thảo Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực bàn về kế hoạch phát triển khai khung trình độ quốc gia của Việt Nam đối với trình độ thuộc giáo dục đại học. Việc thực hiện kế hoạch này có thể rất ý nghĩa rất lớn bởi hướng tới mục tiêu đổi mới hoạt động đào tạo gắn với đảm bảo nâng cao chất lượng của giáo dục đại học Việt Nam phù hợp với quyền tự chủ, trách nhiệm, giải trình của các cơ sở nhằm mở rộng cơ hội hội nhập với cộng đồng đại học, khu vực và trên thế giới, tạo ra cơ chế liên minh và hình thành hệ thống giáo dục. Thế nhưng, hội đồng thảo luận đã bị hoãn lại, còn người sẽ đóng vai trò quan trọng để phát triển và triển khai công việc này thì đã mãi mãi ra đi. Đó là Thứ trưởng Lê Hải An, Bí thư Đảng ủy Bộ Giáo dục Đào tạo, người được giao trọng trách phụ trách mảng giáo dục đại học. Và đây là hình ảnh gần như cuối cùng của ông trong thời gian vừa qua của khi mà gặp một số sinh viên, thì các bạn thấy rất rõ điều này. Và trên nguyên tắc điều tra, cho đến thời điểm này thì đã 2 ngày trôi qua, nhưng lực lượng điều tra của Bộ Công an mà người đứng đầu là Đại tướng Tô Lâm vẫn chưa thể đưa ra được một cuộc họp báo công khai để thông báo kết quả điều tra ban đầu, hoặc ít nhất là tiến trình đang làm cho người dân được biết. Và hình ảnh điều tra các bạn cũng đã thấy trong một số cái trang mạng xã hội vừa qua đã chia sẻ. Đây là cái khu vực ghế mà nơi ông Thứ trưởng Lê Hải An đã ngồi trong thời gian trước khi bị được cho rằng là bị ngã xuống. Và nếu để gần lại các bạn sẽ thấy rất rõ là cái lan can ở đây rất cao, và khi một người chiến sĩ cảnh sát công an đứng phải cúi nhoài người ra thì mới nhìn xuống dưới được. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là không thể bất chợt mà ngã ra ngoài cái lan can quá cao này được. Thì đây là cái ẩn số mà hiện nay vẫn chưa được tìm ra. Và tất nhiên ông Tô Lâm là một cái người phụ trách của Bộ Công an thì phải người là chịu trách nhiệm cuối cùng trong cái việc điều tra này. Mà mặc dù ông đã có lần phát biểu là Bộ trưởng Tô Lâm không thể có hai nhóm công an và không được vượt quá 205 tướng. Đây là hình ảnh và phát biểu của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khi đứng trước Quốc hội. Và đặc biệt với phát biểu này thì Việt Nam với không được quá 205 tướng, nhưng điều tra ngay cả những người đồng chí của mình là Thứ trưởng Lê Hải An đã không được làm một cái chu đáo, và họ cũng tìm mọi cách để đưa ra cái biện pháp thiêu xác một cách nhanh nhất. Và trên nguyên tắc điều tra, khi Thứ trưởng Lê Hải An chết đi khi đang làm việc tại cơ quan nhà nước thì xác của ông phải được niêm phong bảo quản trong nhà lạnh để khám nghiệm và đối chứng cũng như điều tra đến khi có quyết định cuối cùng của ban chuyên án và công bố chính xác nguyên nhân cái chết thực sự của ông. Và việc này có thể kéo dài nhiều vụ án đến hàng tháng, và ngay tại Đức và châu Âu thì những người ta cũng làm như vậy. Nhưng điều rất ẩn số ở đây là ông Thứ trưởng Lê Hải An đã được thông báo là khẩn trương đem làm lễ tang và đem đi thiêu. Và mặt khác, Thứ trưởng Lê Hải An vừa được bổ nhiệm làm bí thư ban cán sự đảng bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, là một chức danh cao nhất về mặt đảng của bộ này. Điều đó chắc chắn phải có sự phê chuẩn và đồng ý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nên việc điều tra cái chết của ông không thể quá đơn giản như vậy. Và nếu các bạn xem biểu đồ đã được dựng lên về cái quá trình của ông Thứ trưởng Lê Hải An thì được biết như sau. Ông sinh ngày 1 tháng 4 năm 1971, quê Xuân Đan, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Chuyên môn về nghiệp vụ là kỹ sư địa vật lý tại Đại học thăm dò địa chất Moscow, Cộng hòa Liên bang Nga. Thạc sĩ dầu khí tại Đại học Tổng hợp Brunei. Tiến sĩ dầu khí tại Đại học Hemrod West, Vương quốc Anh. Ông Lê Hải An có nhiều năm công tác tại trường Đại học Mỏ Địa chất. Ông từng là giảng viên rồi phó trưởng bộ môn địa vật lý khoa dầu khí trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội. Và đây là quá trình của ông làm đã được thống kê đầy đủ. Và ngoài ra, vào tháng 11 năm 2018, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và đặc biệt quan trọng nhất là tháng 2 năm 2019, sau đó bị là Bí thư Đảng bộ Bộ Giáo dục
và Đào tạo nhiệm kỳ 2015-2020. Và với việc bổ nhiệm này thì khả năng trong thời gian tới thì ông sẽ thay Bộ trưởng Nhạ làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo. Và đây là cái người mà rất có khả năng sẽ có bị nhiều người khác đưa những biện pháp áp chế để không thể lên được chiếc ghế đó. Và với việc Bộ Công an đồng ý để Bộ Giáo dục và Đào tạo vội vàng đưa xác Thứ trưởng Lê Hải An đi thiêu vào hôm 21 tháng 10 tới đây, đây có lẽ là một hình thức nhanh nhất để phi tang xác nhằm loại trừ rủi ro điều tra sau về nguyên nhân thực sự đến cái chết của Thứ trưởng trẻ tuổi này. Và với hình thức thiêu thì các bạn đã biết nó sẽ không còn gì. Đây là hình ảnh minh họa của một cái người cũng được đem đi thiêu như vậy. Và hỏa táng là quá trình đốt cháy làm bay hơi oxy hóa cơ thể đã chết để thu được các chất ở dạng cơ bản như khí, tro và các mảnh khoáng thu được sau khi làm khô xương cốt. Hỏa táng còn được coi là một lễ tang lễ hoặc một nghi thức sau đám tang để thay thế cho hình thức an táng khác như chôn cất xác chết nguyên vẹn trong một chiếc quan tài. Tro cốt của hỏa táng vốn không chứa yếu tố gây hại cho sức khỏe sẽ được gom lại và chôn cất ở các nghĩa trang hoặc các khu tưởng niệm tập trung, thậm chí có thể được người nhà giữ lại hoặc phân tán theo nhiều hình thức khác nhau. Trong thời đại hiện nay, các hộp chứa xác gọi là container được đặt trong một nồi chưng bằng điện và được tiêu hủy ở nhiệt độ rất cao, dao động từ 760 cho đến 1150 độ. Quá trình hỏa táng này sẽ khiến phần lớn cơ thể, đặc biệt là các cơ quan nội tạng và các mô mềm đều bốc hơi và oxy hóa ở nhiệt độ cao, trong khi phần khí thải sẽ được xử lý thông qua hệ thống xả. Quá trình thiêu này thường diễn ra trong vòng 90 phút với 120 tới 120 phút, với những cơ thể lớn hơn có thể mất thời gian nhiều hơn. Thì đây là cái điều mà rất đặc biệt, về nếu Thứ trưởng đã bị thiêu như vậy thì rõ ràng là sẽ không thể điều tra được những cái tình tiết tiếp theo. Và đúng như dự kiến, vào ngày 21 tháng 10 tới, nếu Thứ trưởng bị đưa đi thiêu thì nếu sau đó mà phát hiện đây là một cái sai sót thì trách nhiệm người đứng đầu sẽ là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, và nó có thể là cái bẫy để cho ông khi tới Đại hội Đảng lần thứ 13 tới sẽ có nhiều đối thủ của ông sẽ được đưa ra để có thể tranh luận về việc này. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy gần đây nhất, là hình ảnh Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Đại tướng Tô Lâm được phong hàm Đại tướng vào ngày 29 tháng 1 năm 2019 vừa qua. Ông Tô Lâm thì vốn có học hàm giáo sư ngành khoa học an ninh và học vị tiến sĩ ngành luật học. Ông Nguyễn Phú Trọng thì làm luận án tiến sĩ, phó tiến sĩ bên Liên Xô vào năm 1983 về đề tài xây dựng đảng. Năm 1992, ông Nguyễn Phú Trọng được phong hàm phó giáo sư và 10 năm sau, tức là năm 2002, ông được phong hàm giáo sư. Nhưng những bằng cấp của các vị này có liệu có hợp pháp hay không, mua hay nâng điểm thì vẫn còn là một ẩn số cho đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam tan rã. Và cũng có thể rất nhiều cái nguy cơ khác sẽ diễn ra nếu những bằng cấp của Nguyễn Phú Trọng và ông Tô Lâm được đưa ra ánh sáng. Và cũng có đồn đoán cho rằng nhiều ủy viên Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị và các bí thư, chủ tịch ở các tỉnh đã lo ngại khi bị Thứ trưởng Lê Hải An, nếu điều tra tiếp tục và phát giác ra việc mua bằng, chạy bằng bất hợp pháp để có thể làm công cụ leo cao trong bộ máy của Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam. Và một cái điều ví dụ minh họa rất quan trọng mà các bạn có thấy gần đây đã diễn ra là dùng bằng giả tiến thân, cũng là chạy chức chạy quyền. Đây là hình ảnh của nữ trưởng phòng ở Đắk Lắk sử dụng bằng giả để thăng tiến. Chiếu với quy định 205 của Bộ Chính trị thì việc cán bộ công chức dùng bằng giả để tiến thân đó cũng là một biểu hiện của chạy chức chạy quyền. Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên Nhi đồng của Quốc hội Lê Như Tiến đã nói như vậy. Người được giới thiệu nhân sự cho đảng, tổ chức không thể vô can. Người sử dụng bằng giả có lỗi, người thẩm định, tuyển dụng, giới thiệu cán bộ sử dụng bằng giả cũng không thể vô can. Đó là quan điểm của Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội Lê Như Tiến. Bởi vậy, theo ông Tiến, quy định 205 của Bộ Chính trị đã nêu rõ cá nhân của người giới thiệu nhân sự cho đảng cũng phải có trách nhiệm trong đó khi bằng cấp là giả. Và điều này dường như là một cái, với quy định 205 này thì ông Thứ trưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An đang tìm mọi cách thực hiện. Và nếu mà thực hiện thì sẽ va vào rất nhiều những quan chức cấp rất cao. Và đây cũng có thể là một cái nguyên nhân mà dẫn đến cái chết bất ngờ của ông. Và bình luận trên mạng, truyền thông, ông Lưu Trọng Văn, người dường như có quan hệ mật thiết với nhiều quan chức cấp cao của chính quyền Việt Nam, ông đã viết như sau. Đây là hình ảnh của ông.
Gã có kinh nghiệm viết báo, điều tra độc lập nhiều năm, gã không tin có vụ mưu sát An như ít bạn đã suy đoán. An đeo kính cận. Vậy gã thử hình dung một kịch bản như thế này lý giải cái chết của An. An đến Bộ Giáo dục Đào tạo trước 7 giờ để hẹn ai cùng cà phê hoặc để làm gì không rõ. Nhưng 7 giờ An đã có mặt ở hành lang ở tầng 8 nơi có canteen. Giờ đó canteen đang bắt đầu mở cửa nhưng chưa sẵn sàng phục vụ khách. An vừa lên chưa ngồi xuống ghế hoặc bàn, ghế canteen chưa bày ra, An đứng bên cạnh bạn lan can, mặt hướng ra ngoài, điện thoại cho ai đó. Khả năng An vô tình rơi điện thoại xuống mái hiên nối lan can. Nếu An có bạn cùng cà phê hoặc có nhân viên canteen ở đó thì khả năng nhân viên canteen là người lao động hoặc bạn cà phê của An sẽ không để cho An hoặc là cấp trên của mình trèo lan can lấy điện thoại mà sẽ tình nguyện giúp. Như vậy nếu An trèo ra ngoài thì khả năng lúc đó chỉ có mình An, do điện thoại vẫn dở cuộc chuyện nên An sẽ vội vã trèo ra để lấy và không muốn để ngắt câu chuyện. Vì sao An phải trèo ra, điện thoại rơi mà không bị bắn xuống đất? Có nghĩa là mái hiên khá rộng, hơn nữa có lan can để tay bám nên An thấy an toàn. Nhưng có khả năng sự vội vàng này cùng với bản tính không phải người từng nghịch ngợm, quen cảm giác mạnh, dễ dẫn đến sự luống cuống khi trèo lan can ở độ cao không rào chắn an toàn. Nếu khi trèo cái kính cận của An bị lệch hoặc bị rớt thì An có thể bị lòa mắt và choáng. Thì đây là cái suy đoán của ông, một cái người mà cũng có nhiều cái quan hệ xã hội và họ đã nói như vậy. Và tất nhiên với chia sẻ này thì phản bác lại nhà báo Huy Đức đã nói như sau. Đây là hình ảnh của ông Huy Đức. Nhà báo Huy Đức nói: chỉ mình An đóng vào kép, sao có nhiều người biết An rơi điện thoại nên trèo ra lấy. Cái mặt ngoài tường nơi An ngồi không có một gờ hay bồn hoa nào để điện thoại kẹt lại cho An trèo ra. Với tay theo thì không thể té được. Có thể chúng ta vĩnh viễn không biết sự thật, cho nên cáo buộc ai cũng không nên, bào chữa cho ai cũng không nên, nhất là chỉ bằng suy đoán. Thì đây là ý kiến của ông Huy Đức về bình luận trên. Ngoài ra bạn Jimmy Nguyễn cũng là một cái Facebook có status màu xanh cũng đã chia sẻ như sau. Hãy đặt mình vào vị trí của An thì sẽ thấy suy diễn nào là khả thi nhất. Thí dụ tự tử, người với kiến thức và chiều sâu như anh An buồn phiền vì mấy loại người hay cái quan hệ lu su bu gì đấy thì anh ấy trước khi quyết định tự tử sẽ làm gì? Sẽ nói gì với cha mẹ và gia đình? Anh, em, người trí thức chứ có phải robot đâu mà tự tử, cứ lên lầu 8 cắm đầu xuống đất. Đây là chia sẻ của ông. Tôi mà quyết định tự tử thì tôi lôi theo một chùm, không chừa tên nào dù hắn là ai, có chạy qua bên Mỹ hay không. Ông cũng nói thêm như vậy. Ngoài ra một nữ phóng viên báo Dân Trí thì cho biết như sau. Đây là báo Dân Trí. Nữ phóng viên của báo Dân Trí nói rằng 9:30 vì tò mò khi nghe anh An chết, tôi đã thử gọi điện thoại cho anh, điện thoại vẫn đổ chuông. Đây là điều rất đặc biệt. Và báo Dân Trí là báo điện tử của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Diễn đàn Dân Trí Việt Nam. Và với chia sẻ này thì là xác nhận rằng chiếc điện thoại đó vẫn kêu và vẫn chuông. Và nếu mà điện thoại mà rơi ra vào tầm hơn 7 giờ như đã miêu tả thì rõ ràng là điện thoại không thể kêu được, vì với tầng 8 mà rơi xuống đất thì điện thoại iPhone 11 thì cũng sẽ vỡ mà thôi. Và cựu tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế cũng bình luận thêm về ý kiến này như sau. Đây hình ảnh ông Nguyễn Công Khế. Anh Văn, tôi tuy chưa có chứng cứ gì nhưng lượng định của anh có vẻ làm cho người ta nghiêng theo suy nghĩ đó. Cái chính bây giờ là do người dân họ quá mất lòng tin nên việc gì người ta cũng nghi ngờ. Khó là ở chỗ đó, vụ nước ở đầu nguồn cung cấp cho Hà Nội bị đổ dầu thải gây ô nhiễm cũng nằm trong bối cảnh như vậy. Mọi việc đều có thể xảy ra. Nếu lòng tin từ thấp cứ thấp như thế này, một khả năng thứ hai có thể xảy ra. Do ông là một tri thức đứng đắn, những gì xảy ra trong bộ và xung quanh môi trường giáo dục nó đã đi quá những giới hạn của đạo đức và lý trí, đã làm cho ông quá bức xúc, không chịu nổi đi đến hành động tự kết liễu đời mình. Còn khả năng ai đó ám hại không loại trừ, nhưng tôi cho là thấp. Đây là chia sẻ của ông Nguyên tổng biên tập Nguyễn Công Khế của báo Thanh Niên. Và bạn Hồ Việt cuối cùng đã đưa ra một phán đoán như sau, cùng thêm hình ảnh minh họa. Đây là hình ảnh. Bạn Hồ Việt nói vị trí ông ấy ngồi là cái cột bên phải lầu 8 giữa hai chậu cây cảnh, và phía bên ngoài ban công là mênh mông thẳng đuột. Có thể thấy
chẳng gờ, chẳng hiên, chẳng mấp mé nào cả. Cái iPhone 11 nếu có rơi là tiếp đất theo phương thẳng đứng hoặc văng từ lan can rồi cũng phải tiếp đất theo đúng quy luật 9,81 mét một giây. Ăn sáng cà phê 7 giờ cũng không sớm lắm. Nếu những đối tượng nào đó nắm được quy luật, phục sẵn vụt vài gậy ở nơi thuận tiện cho bất tỉnh, rồi sau đó mới thực thi định luật rơi tự do. Thì đây là cái câu hỏi mà ông Hồ Việt đã nói, và ông cũng đặt câu hỏi như vậy, và ông nói rằng là có thể là phục ở đâu đó và cho vài gậy và sau đó ném xuống. Thì đây cũng có thể là một cái bằng chứng mà chúng ta có thể tiếp tục theo dõi. Và rất nhiều những cái bạn đọc và đã bình luận trong cái status này, và nhiều người chắc chắn sẽ có tiếp tục bình luận tiếp theo. Và cái chết ly kỳ của Thứ trưởng Lê Hải An đã làm cho mạng xã hội trở nên sôi động với hàng loạt tranh luận rất tự do của nhiều người quan tâm. Và cũng qua đây chúng ta đã thấy rõ trên 800 cơ quan báo đài của nhà nước, mặc dù họ hưởng lương từ tiền thuế của nhân dân, nhưng gần như hoàn toàn im lặng, không hề có thêm phóng sự điều tra nào về cái chết bí ẩn của Thứ trưởng Lê Hải An. Có lẽ họ đã bị một cái thế lực đen tối cấp rất cao nào đó trói buộc. Và theo như tôi biết thì hàng tuần vào thứ hai, ban tuyên giáo có cuộc họp với tất cả các tổng biên tập. Thì tại đó họ sẽ quán triệt các đường lối và cái gì được đăng và cái gì không được đăng. Nhưng cái việc mà không đăng tin điều tra tiếp về cái chết của Thứ trưởng Lê Hải An của tất cả các báo chí trong nước, thì điều đó là một nghi ngờ rất lớn, và phía sau sẽ có một cái ẩn khúc. Và qua những sự việc như vậy, chúng ta thấy rất rõ vai trò to lớn của truyền thông tự do đã, đang và sẽ tiếp tục là kênh truyền thông và thông tin, đưa thông tin tốt nhất, nhanh nhất để phục vụ cho trên 90 triệu người dân Việt Nam. Mặc dù chúng ta có thể phải thanh lọc, nhưng đấy là điều phải khẳng định và luôn luôn như vậy. Và việc này sẽ là có ý nghĩa hơn khi cả dân tộc Việt Nam vứt bỏ được thể chế chính trị lỗi thời theo chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội, ngoại lai đã bị tiêu diệt gần hết trên thế giới, để toàn dân được tự do bầu cử và thực sự làm chủ đất nước của mình. Có như vậy thì cái chết của Thứ trưởng Lê Hải An mới thực sự được làm sáng tỏ. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 19 tháng 10 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận, và chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ các bạn những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần sau. Trung Khoa Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.